chào cả nhà nha. Hôm nay mình là Hào bên Ho Đại Dương, mình sẽ chia sẻ mình cắm cái bình ho để bàn thờ như vậy. Mình cắm ho thì trắng và lại hồng trắng nha các bạn. Trước mình cái bình mình chuẩn bị cho mình lấy một form nha. Form đây là mình nhớ mình ngâm nước sẵn đi. Mình form á mình cũng thả từ từ xuống rồi để từ từ cho nó chìm nha mấy bạn. Chứ mấy còn mấy bạn nhiều lúc các bạn mà không biết á, để cục form nó nhận xuống cái là cái cục form là nó ở ngoài nó có nước rồi, nhưng mà chính giữa nó bị chai, nó sẽ không có nước. Và bây giờ bắt đầu mình cắm nha các bạn. Đây, cái đây mình cắm ở nhà nên cũng không, mình không còn ở gia cố các bạn cái bằng chính để cho nó cố định. Còn khi nào mà ví dụ như khi nào mình vận chuyển đi á mà mình nhớ mình phải kêu gia cố nó lại bằng bản chính chứ không mình để nó lớp. Và bây giờ bắt đầu mình cắm nửa cục form đi, mình gọt nhớ nó giọt dưới đi cho nó nhỏ đi rồi xong mình rút cái vô. Thì mình cắm ở nhà mà đâu phải mình cắm ở đâu đâu nên mấy bạn khỏi cần gia cố được. Rồi giọt nhỏ đó, đó thì xuống vậy đó. Rồi nó còn dư ở trên khoảng 2 phần cục á là mình cắm không. Trước tiên mình cắm cái bình, cả nhà cũng nhớ mình lên cái nền lá trước đi. Còn ví dụ các bạn nào ví dụ như có lá gì mình cắm lá đó. Còn bây giờ mình cắm lá thì chút đi cho nước lên nó dễ. Còn không thích thì mấy bạn cắm lá cao cũng được, mình tỉ lá cao cũng được. Ơi hay mình để mình cắm lá cao cho nó khác chút nha. Thế thì cao nhỏ vậy, không mình chuẩn bị cho mình phóng chục bó thôi. Rồi lá cao nhỏ mình cắt mình tỉ đi. Mình chỉ nhọn nói nha em. Rồi cái nào lá nào cứng thì mình cắm cho nó đứng lên trước. Rồi ba lá mình cắm ba lá mình cho nó đứng lên cái ngọn của nó. Còn ở dưới này cái lá đó mình cũng cắt làm đôi. Đây mình cắm chảy suối. Nhớ cái lá này mình tỉ xong này mình cắt làm đôi. Thường như cái lá này mình cắt làm hai. Còn ở bên đây mình cũng giữ lại nha, đừng có bỏ nha, phí lắm. Cái gì mình cũng mua hết thôi, đừng có bỏ. Cố gắng cứ tận dụng những gì mình tận dụng. Còn cái nửa lá này bạn, mình cũng tỉ nhỏ nhọn luôn. Tùy theo cái bình mình to hay nhỏ nha mấy bạn. Chứ mấy bạn cắm dù như cái bình mình nhỏ mà cắm to đùng nó không có hợp với cái bố cục. Rồi còn mấy bạn mà chưa viên thì mình lấy từng lá mình tỉ cũng được. Mình tỉ này bên đây xong một bên là mình đi lọc lại mình canh cho nó đều. Mình tỉ ra rồi mình cắt nó làm đôi. Còn lá này nó bì mình cắm ở bên hông nha bạn. Rồi mình tỉ nó, mình cắt ngọn luôn. Rồi nếu mà mấy bạn cắm lá lan á mình phải tốn thêm cắm lá cao á mình phải tốn thêm phần lá lan như vậy. Để lá lan để nó chi cái sóng lá cao lại. Rồi, mình cũng chuẩn bị cho mình mua khoảng 10 lá lan nha bạn. Đây là lá lan, mọi người gọi là lá thất bại. Mình cũng cắt nó làm hai luôn. Mình tỉ nhọn nó lại. Ngay chỗ nào có sóng lá cao mình nhớ mình cắt lá lan mình chi lên. Còn ở trên đi lá nó cao á mình cũng cắm cho lá lan mình tỉ cho nó nhỏ lại, nhọn lại nó cho nó đứng lên. Lá lan này cắt làm hai nha. Rồi mình sẽ ở bên tay trái đó mình cuốn ba lá. Chứ mình cắm nhiều lúc mình cắm lá cao hết một bên thì giờ nó khô lắm. Không có ra cái dán lá, không có ra cái kiểu gì đó nên mình cắm lá cao một bên thôi. Bên đây mình cuốn lá lan.
Rồi cái này nhìn nó đơn giản vậy thôi. Đó, chỉ có đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ bắt đầu mình cắt mông nha mọi người. Cái này là hệ trắng. Hệ trắng mình mua có 1 bó nha, với lại 10 bó hơn 10 đúng không? Có hệ mấy bạn cũng nên nhớ, ví dụ như mà cái tại hệ nó hơi cao á, mình cắt ra này nó ủng quá, mình để nguyên cây dài luôn, mình cắm hay làm cái ngọn. Ví dụ như hệ của nó này, mình cắt mình làm cái ngọn, thấy không? Rồi, cái nào mình lựa cái nào mà cao quá, cái nào cao thẳng nhất mà mình cắm. Mình cắm cho nó đứng lên. Đó. Tại hoa hệ nên nó dài á, mình cắm nó mình làm cái ngọn nha mấy bạn. Còn lấy nữa mình cắm ở dưới mình cắm hoa. Nhớ cắt xéo nó 45 độ như vậy. Còn mình cắm mấy cái bình, nếu mà nó bình nó nhỏ quá thì mình cắm mình cắt làm đôi cũng được, cái hệ làm đôi. Vì cái bình của mình nhỏ quá, mình cắm làm đôi. Mấy bạn để ý cắm hệ nha, mình cắm là nhớ mình cắm từ, mình cắm là từ trong ra ngoài nha. Chứ mấy bạn mà cắm ở ngoài xong cắm ở trong là không được, mình cắm phải từ trong, mình cắm hình xóm các bạn. Mình cắm từ trong mình đi đuổi ra ở ngoài, chứ mình đừng cắm lộn xộn đó. Mình cắm cái cây này nó chọt qua cây nọ là nó bể phao luôn, rồi lúc đó cái bông mình nó không có bền nữa. Nhớ hoa hệ này bạn, mình cắt là nếu mà cái bình mình nhỏ quá thì mình cắt làm đôi, còn mà nếu mà bình to mình để nguyên cây mình cắt luôn, chứ mình cắt thì nó hơi uổng nha. Rồi cái gì là một bó hệ rồi, mình cắm bên đây xong rồi, bây giờ bắt đầu mình cắm bên đây là hồng trắng nha mấy bạn. Rồi hệ bên đây bắt đầu mình đi cắm hồng trắng. Mình mua về đây khoảng 10 con hồng trắng thôi. Rồi, vậy là cái bình của mình nó đơn giản thôi, mình cắm ở bên đây hồng, còn ở dưới đây mình cắm 10 con hồng trắng thôi. Còn mấy bạn nhớ cái cắm hoa hệ là chỉ có cái mấu chốt là mình cắm từ trong mình cắm ra ngoài, để ví dụ như mình cắm ở chu viên thì mình đo từng cây vô, khỏi nha, khỏi thấy nha, khỏi chọt vô, nhiều lúc mấy bạn chọt vô lúc ra lúc vô là cái bể cái con. Rồi những cái hoa đi nó còn trống này bạn, mình khi nào mình đi hoa hệ mua hoa hệ người ta khuyến mãi với mình cộng đi là lá măng. Mình đệm lá măng vô nha. Đây là lá măng. Còn gọi là lá liễu á. Đây là đệm vô. Măng đây là măng cắm bông nha, chứ không phải măng xào nha các bạn. Chứ không phải măng là mình ăn đâu á, măng đây để dành cắm bông. Rồi, chỗ nào mà trống quá người ta cho mình lá măng cho mình cắm vô, mình về mình đạm vào.
cái chỗ nào mà cái khổng trống á mình đệm nó ăn vô, mình đệm vừa như vậy, mình đệm dày quá. Nhớ cái lá măng này mình tỉa ra cho mấy bạn, mình tỉa nhỏ nhỏ ra, mình chấm nhỏ ra. Cái nguyên liệu đây mình chuẩn bị cho mình món một bó, đây là bó mà hệ trắng với lại 10 con hồng trắng là đủ với mấy bạn, đủ cái điểm của mình rồi. Chứ nhiều lúc quá mà mua nhiều quá thì nó dư. Tùy theo cái mình cân đối, mình mà nó to quá thì mua hơi nhiều một xíu, còn mà nhỏ quá thì mình có 10 cành thôi. Rồi bạn, rồi đó mình đệm vô những cái khoảng trống nào mình đệm vô cái mấy lá này thì nó tu ra cho nó đẹp, nó đơn giản nha, cái bình nó đơn giản vậy thôi. Rồi cảm ơn cả nhà, cái tới đây cái bình này đơn giản gì là xong rồi nha cả nhà. Rồi cả nhà mà ví dụ như mà có ý kiến hay góp ý gì bình luận ở dưới nha. Còn cả nhà mà thấy hay quá khuyến mãi nha, một like một subscribe nha cả nhà. Chào và tạm biệt cả nhà.